Một trong những điểm yếu lớn của máy bay quân sự thông thường là sự phụ thuộc của chúng vào các phi trường với những phi đạo lớn. Và một trong những điều đầu tiên được nhắm mục tiêu trong bất kỳ một cuộc tấn công nào là phi đạo không cho các máy bay có thể hạ cánh. Nhưng chim ưng biển, Osprey, có thể cất cánh thẳng đứng và được giải tỏa điểm yếu cố hiểu này. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm nhiều loại máy bay động cơ nghiêng, nhưng tất cả các thiết bị đều bị thất bại. V-22 Osprey là một máy bay quân sự đa nhiệm vụ của Mỹ với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và cất cánh hạ cánh ngắn được thiết kế để kết hợp chức năng của máy bay trực thăng thông thường với hiệu suất hành trình tốc độ cao, tầm bay xa của máy bay động cơ phản lực cánh quạt. Thất bại của chiến dịch Eagle Claw Móng vuốt đại bàng, nhiệm vụ giải cứu con tin Iran vào năm 1980 đã chứng minh rằng có những vai trò quân sự mà cả trực thăng thông thường và máy bay vận tải cánh cố định đều không phù hợp. Quân đội Hoa Kỳ cần một loại máy bay mới, không chỉ có thể cất và hạ cánh thẳng đứng mà còn có thể mang theo quân lính cùng với tốc độ nhanh. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, DOD đã khởi xướng một chương trình phát triển một loại máy bay vận tải cải tiến, có khả năng cất cánh tầm xa, tốc độ cao và bay thẳng đứng. Cuối cùng thì V-22 Osprey ra đời, một kỹ nghệ đột phá lớn trong ngành hàng không quân sự. Và phải mất 26 năm cho đến khi Osprey thật sự đi vào hoạt động. Chương trình thử nghiệm cất và hạ cánh thẳng đứng kết hợp với hệ thống chính thức bắt đầu vào năm 1981 sự hợp tác giữa Bell Helicopter và Boeing, được gọi là Bell Boeing, đã được trao hợp đồng phát triển vào năm 1983 cho máy bay động cơ nghiêng V-22. Cả hai công ty cùng tham gia vào việc sản xuất loại máy bay này. Máy bay JVX được đặt tên là V-22 Osprey vào ngày 15 tháng Giêng năm 1985. Tháng 3 năm 1985, sáu nguyên mẫu đầu tiên đã được sản xuất và boeing vertor đã được mở rộng thêm phân phối khối lượng công việc boeing chịu trách nhiệm về thân máy bay thiết bị hạ cánh hệ thống điện tử hàng không hệ thống điện và thủy lực hiệu suất và chất lượng bay bell helicopter textron chịu trách nhiệm về cánh bay và trục lái động cơ đẩy cánh quạt sự nâng cấp hệ thống đuôi hoàn chỉnh đoạn dốc bề mặt đuôi máy trắng ngang và động lực học V22 được bay lần đầu tiên vào năm 1989 và bắt đầu bay thử nghiệm cũng như thay đổi thiết kế sự phức tạp và vấn đề gặp phải khi trở thành máy bay cánh lật đầu tiên phục vụ cho quân sự đã dẫn đến thời gian phát triển khá dài việc sản xuất với tỷ lệ thấp đầu tiên bắt đầu vào năm 1997 và được chuyển giao vào năm 1999 với các cuộc thử nghiệm được bắt đầu. Nhưng vào năm 2000 thì lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bắt đầu huấn luyện phi hành đoàn cho MV-22B Osprey. Đã có hai vụ tai nạn chết người khiến cho 23 lính thủy quân lục chiến bị thiệt mạng. Điều này khiến cho chương trình bị trì hoãn vì cần phải kiểm tra và các bộ phận khác nhau của máy bay được thiết kế lại. Sau nhiều lần trì hoãn, Osprey cuối cùng đã được phê duyệt để sản xuất chính thức vào năm 2005. Được đi vào hoạt động năm 2007, bổ sung và sau đó thay thế cho Boeing Vertor CX-46 C-9 của Thủy quân lục chiến. MV-22 được phát triển để trở thành một chiếc máy bay tấn công cho phép Thủy quân lục chiến vượt qua các tuyến phòng thủ ven bờ và tiến hành các cuộc đổ bộ trên những địa hình quan trọng, có thể không có phi trường thông thường. Lực lượng không quân đã khai triển phiên bản máy bay nghiêng CV-22B vào năm 2009. Chiếc V-22 Osprey thứ 400 được gọi là CV-22 đã được chuyển giao cho Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt của Không quân Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2020. CV-22 được trang bị đặc biệt với khả năng bổ sung như hệ thống đối phó, mối đe dọa kết hợp, radar theo dõi địa hình, thiết bị phát hiện hồng ngoại tuyến, tân tiến và hệ thống điện tử hàng không tinh vi, hỗ trợ các hoạt động tầm thấp và ban đêm và trong thời tiết bất lợi. Ngoài không quân Hoa Kỳ, những chiếc V-22 Osprey được vận hành bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản. Kể từ khi đi vào hoạt động trong lực lượng thủy quân lục chiến và không quân, Osprey đã được phát triển trong các hoạt động vận tải và yểm trợ y tế ở Iraq, Afghanistan, Libya và Kuwait. Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch sử dụng CMV-22B cho các nhiệm vụ vận chuyển trên hàng không mẫu hạm bắt đầu từ năm 2021. Hiện nay thì không quân thậm chí còn đang xem xét thêm các máy bay cánh nghiêng để thay thế phần lớn các phi đội máy bay trực thăng đã cũ của họ. Ban đầu vào năm 1986, 2.5 tỷ Mỹ Kim được chi ra cho sự phát triển. Tuy nhiên, hai năm sau, tức là năm 1988, con số này đã tăng lên 30 tỷ Mỹ Kim. Từ năm 2008 đến năm 2011, chi phí trọn đời của nó chủ yếu là bảo trì và hỗ trợ, đã tăng khoảng 61%. V-22 Osprey có thể hoạt động ở các địa hình nhỏ hẹp, từ trong rừng rậm cho đến các phi đạo giả chiến cực ngắn. Chiếc máy bay này có thể chở theo 24 binh sĩ, hoặc là 20.000 pounds hàng hóa bên trong, hoặc là 15.000 pounds ở bên ngoài. V-22 Osprey có chiều dài là 17.5 m chiều rộng sải cánh là 25.8 m cao 6.9 m trọng lượng cất cánh tối đa là 27.4 tấn, tầm hoạt động là 1.600 km. Đặc điểm của V-22 Osprey là nó có động cơ có thể xoay một góc 90 độ để vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi trên không trung như một máy bay động cơ cánh quạt thông thường. Nhờ trang bị hai động cơ AE-1107C Liberty có công suất 6.150 mã lực. V-22 Osprey có thể đạt vận tốc tối đa là 510 km một giờ ở chế độ phản lực và 184 km một giờ ở chế độ trực thăng. Theo Air Force Technology, V-22 hoàn toàn tương ứng trên các tàu với hệ thống xếp cánh và xếp lưỡi cánh hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, có thể hoạt động trên tất cả các tàu đổ bộ L-Class của hải quân Hoa Kỳ và có thể được xếp trên các hàng không mẫu hạm tấn công cỡ lớn. Để xếp gọn các cánh được xoay nằm ở phía trên và song song với thân máy bay tạo ra một thể tích hình chữ nhật nhỏ gọn. Các cánh khi gấp lại thành 63 feet, 18 feet, bay 18 feet chiếm ít không gian hơn trên hàng không mẫu hạm. Một trong những tính năng độc đáo của V-22 mà hầu hết các loại máy bay khác trên thế giới đều không có được là nó có thể chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang phản lực trong vòng 12 giây. Nhờ vậy, loại máy bay này sẽ giúp cho quân đội Mỹ có ưu thế lớn trong việc khai triển quân nhanh chóng tới những địa điểm quan trọng. Thêm nữa, hai cánh quạt có thể gấp lại gọn gàng, giúp thuận tiện trong việc bảo quản. Với tốc độ nhanh và khả năng động cơ cao, V22 Osprey được xem là loại máy bay phù hợp để khai triển bộ binh cũng như tham gia tấn công ở nhiều chiến trường khác nhau. Do nhiệm vụ chính là vận tải, nên V-22 chỉ được trang bị một khẩu súng máy M240 và một súng máy đa nòng GAU-17. Dù vậy, GAU-17 được lắp ở dưới thân của V-22 có thể xoay tự do 360 độ, nên V-22 cũng có khả năng yểm trợ mặt đất trong thời gian ngắn với khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn, cùng với độ linh hoạt có thể cất cánh và hạ cánh ở nhiều loại địa hình phức tạp. V-22 Osprey còn được lục quân Mỹ thường xuyên sử dụng trong các chiến dịch cấp cứu đặc biệt. V-22 Osprey có thể bay là đà trên mặt biển hoặc các khu vực bị chia cắt để viện trợ hàng hóa cũng như tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời có thể tăng tốc độ để cấp cứu, giải nguy khẩn cấp khi cần thiết. V-22 từng được thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng trong các chiến dịch vận tải hoặc là trinh sát tại tỉnh Anbar, Iraq hồi năm 2007. Thậm chí một số viên chức cao cấp trong chính phủ Mỹ như cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, tướng David Petraeus đã từng ngồi trên máy bay này để đi thị xác tình hình. Với hệ thống động cơ và trang bị phức tạp, ngũ giác đài đã chi tới 56 tỷ Mỹ Kim cho toàn bộ chương trình phát triển chế tạo loại máy bay đặc biệt này. Những cải tiến gần đây được dự đoán là sẽ tăng tính hữu dụng của máy bay và giảm thời gian bảo trì. Shane Openshaw, phó giám đốc V-22 và phó chủ tịch Boeing cho biết không có máy bay nào khác có thể đạt được tốc độ. Sự nhanh nhẹn vô song của V-22 và những nâng cấp này giúp bảo đảm cho Osprey vẫn là một máy bay sẵn sàng và có khả năng cho dod trong nhiều thập niên tới